Mến chào quý bạn và các vị. Liệu quý vị đã bao giờ tò mò và tự hỏi rằng liệu con kỳ lân ngoài đời nhìn nó trông như thế nào chưa nhỉ? Có đúng không? Thế nên trong số tuần này, để giải đáp thắc mắc của các bạn, hãy để Học viện Bò và Gấu chúng mình kể cho các bạn nghe về sự tích của một con kỳ lân xuất hiện ở Đông Nam Á nhé. Cùng với đó là một vài câu chuyện bên lề về cuộc đời của nhà sáng lập ra ứng dụng này. Anthony Tan, hay còn có tên đầy đủ là Tan Ping Yo, tiếng Việt thì gọi là Tân Bình Diêu, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1982 trong một gia đình nhà hai đời làm tài phiệt. Ông của Bình Diêu là Tan Yut Pho, một trong những người tiên phong trong ngành công nghiệp ô tô tại Malaysia. Con trai của ông thì chính là chủ tịch Tan Hyong Chu của tập đoàn Tan Chong Moto, một tập đoàn chuyên lắp ráp và phân phối xe Nissan tại Đông Nam Á. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp khoa kinh tế của trường đại học Chicago, Tân Bình Diêu được chuyển tới Harvard, ngôi trường nổi tiếng top 1 server để học thạc sĩ. Tại đây, ông kết nghĩa huynh đệ với một đồng hương có tên là Tan Hoi Linh, tên tiếng Việt là Tần Huệ Lĩnh. Trong một lần cùng nhau tham gia lớp học có tên là Kinh doanh dưới chân kim tự tháp, nơi dạy sinh viên cách làm thế nào để vận hành công ty ở các thị trường có thu nhập thấp, Huệ Lĩnh than phiền với Bình Diêu rằng bà đã gặp phải rất nhiều khó khăn và bất tiện khi sử dụng dịch vụ taxi hồi ở quê. Nào là đợi Moicaco để có xe, toàn bị đưa đi sai lộ trình để thu thêm tiền, hay đặc biệt là phải ngồi cùng với những tay tài xế không đáng tin cậy trong đêm muộn. Bà muốn kết nối công nghệ và taxi để cho nó an toàn hơn. Còn Bình Diêu thì tâm sự với bà là ông đơn giản chỉ muốn sau này mình có thể mở riêng một hãng taxi để có thể gọi được xe mọi lúc mọi nơi chỉ bằng một thao tác bấm trên điện thoại di động. Cảm thấy tư tưởng lớn gặp nhau, Tân Bình Diêu và Tân Huệ Lĩnh nhanh chóng bắt tay vào phát triển cái ý tưởng này và biến nó thành một đề tài. Trải qua vài tháng tìm tòi và nghiên cứu đủ kiểu, phiên bản mô hình đầu tiên của ứng dụng chính thức được ra đời. Được thiết kế dựa trên những nền tảng gọi xe đang làm mưa làm gió thời bấy giờ là Uber hay Didi Chu Sinh. Thế nhưng, thay vì chỉ tập trung đơn thuần vào việc cung cấp các chuyến đi cho người dùng như những ứng dụng kia, thì mô hình này đi theo meta hoàn toàn khác, đó là cải thiện sự an toàn. Cụ thể hơn thì mô hình là một nền tảng trung gian kết nối giữa người dùng và tài xế. Người dùng sử dụng ứng dụng để đặt xe, còn tài xế có thể đăng ký tài khoản trên ứng dụng để nhận cuốc xe. Khi đặt xe, ta sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về tài xế, loại xe và giá cước mong muốn. Còn khi bắt đầu di chuyển, GPS sẽ được bật lên để giúp ta theo dõi lộ trình di chuyển, dự đoán thời gian đến nơi và chia sẻ thông tin với người thân nhằm giữ an toàn trong suốt chuyến đi. Tuy ăn cùng dự án, ngủ cùng dự án là vậy, thế nhưng sau khi lắng nghe cái mô hình của hai người, các giáo sư đều phản hồi rằng ý tưởng này không khả thi và trong thực tế lại chưa được kiểm chứng. Không ngồi im chịu số phận, cả hai quyết định đem cái mô hình tới một cuộc thi có tên là Harvard Business School Business Plan Competition, hay được Việt sắp là cuộc thi khởi nghiệp mới của trường kinh doanh Harvard, nơi các sinh viên sẽ phải lên kế hoạch và trình bày về một ý tưởng kinh doanh trước một hội đồng giám khảo để có cơ hội nhận được tài trợ cho dự án sau này. Chảy cối mãi thì cuối cùng cũng thành huyền thoại. Nhờ cái ý tưởng độc đáo này, Bình Diêu và Huệ Lĩnh lập tức húc ngay được cái giải nhì ở cuộc thi. Chiến thắng này không chỉ giúp hai người nhận được 25.000 đô vốn đầu tư từ Sequoia Capital, mà còn mở ra cho họ cơ hội để tiếp tục phát triển cái dự án này trong tương lai. Năm 2011, Tân Bình Diêu và Tân Huệ Lĩnh tốt nghiệp thạc sĩ. Những tưởng hai người sẽ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào phát triển ứng dụng. Thế nhưng, một loạt biến cố bắt đầu ập tới. Đầu tiên là không đủ kinh phí để tiếp tục phát triển. Sau đó thì những ràng buộc trong hợp đồng của Huệ Lĩnh với công ty cũ là McKinsey khiến cho bà buộc phải tạm gác lại dự án ứng dụng gọi xe để tập trung cho phát triển sự nghiệp. Từ một dự án kinh doanh đầy tiềm năng, ứng dụng giờ đây đứng trước viễn cảnh phải đắp chiếu phủi bụi. Nghĩ đến cảnh dự án tâm huyết của mình đổ sông đổ bể, Tân Bình Diêu chê. Vì thế, trong đầu ông chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo, đó là về nước xin bố tiền khởi nghiệp. Sau khi nghe con trai, ông Tan Heng Chu bảo đây là một trò tào lao. Ông không những đuổi cổ con trai mình ra khỏi nhà, mà còn cho rằng môi trường Harvard đang làm hỏng suy nghĩ của con ông. Dù bị cha thẳng thừng từ chối, thế nhưng Bình Diêu vẫn có niềm tin mãnh liệt vào cái ứng dụng này. Nhét lòng tự trọng vào sâu, bây giờ ông Diêu quyết định tìm mẹ và ngỏ ý nhờ bà giúp mình thực hiện được ước mơ. Cuối năm 2011, trên tay là 300.000 đô tài trợ từ mẹ. Sau khi thuê lại một nhà kho ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, Tân Bình Diêu chính thức rời bỏ cơ đồ của gia đình để bắt tay vào nghiên cứu và phát triển ứng dụng. Đấy, chủ tịch Grab xin mỏi mồm mới ra được 3 lốp. Còn bạn chỉ cần mở tài khoản chứng khoán Entrix và làm theo hướng dẫn là có 2 lốp rồi. Đã thế lại còn được miễn phí giao dịch trọn đời. Các bạn còn chờ gì nữa? Link mở tài khoản ở dưới phần mô tả đấy nhé. Yêu! Tháng 6 năm 2012, Tân Bình Diêu chính thức đưa cái mô hình ứng dụng này đi vào hoạt động dưới cái tên là MyTaxi. Dù vậy, hoạt động kinh doanh của MyTaxi vẫn không hề dễ dàng, do khái niệm gọi xe kiểu này vẫn còn quá mới với người dân tại đây, nên ngay khi ra mắt, ứng dụng ế mốc cả mồm. Thậm chí còn bị xem là một mối đe dọa, một dịch vụ taxi bất hợp pháp ảnh hưởng đến thu nhập của các tài xế taxi truyền thống. Để giải quyết tình hình, Bình Diêu quyết định săn cái tay áo lên, lặn lội đến từng nơi,
lang thang tới từng ngóc ngách để thuyết phục và hướng dẫn cho các bác tài cài ứng dụng. Sau khi nhận được cái gật đầu của các tài xế, những năm tiếp theo, MyTaxi nhanh chóng tăng trưởng mạnh mẽ và bắt đầu thu hút được hàng loạt các quỹ đầu tư lớn như là Y Combinator, Toyota Ventures, Vertex Ventures hay đặc biệt là SoftBank Vision Fund, quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất thế giới được thành lập bởi tập đoàn SoftBank ở Nhật Bản với quy mô lên tới hơn 100 tỷ đô. Tháng 12 năm 2013, SoftBank rót 250 triệu đô cho MyTaxi. Trong vòng 2 năm, quỹ đầu tư này còn nạp thêm 750 triệu nữa cho ứng dụng, biến MyTaxi trở thành một trong những startup kỳ lân công nghệ đầu tiên ở Đông Nam Á. Cầm đống tiền trên tay, sau khi đổi cái tên công ty thành Grab và chuyển hộ khẩu sang tận Singapore vào năm 2014, Tân Bình Diều bắt đầu cho add thêm một loạt dịch vụ mới vào trong ứng dụng. Điển hình là Grab Bike, ứng dụng đặt xe máy độc quyền của Grab, nơi người dùng có thể rong ruổi khắp nơi trên con chiến mã. Grab Share, tính năng chia sẻ chuyến đi với những người khác. Grab Pay Later, dự án cho vay trả góp được phát triển bởi chính Grab. Hay đặc biệt và dễ nhận diện nhất là Grab Food, dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến của Grab, cho phép người dùng đặt món ăn từ các nhà hàng địa phương và được giao hàng tận nơi. Nhờ sự tiện lợi của mình, ứng dụng dần được dân chúng yêu thích và bắt đầu nặc thẳng vào mồm các hãng taxi truyền thống. Thậm chí, trong vòng 3 năm kể từ khi ra mắt, ứng dụng đã có hơn 10 triệu người dùng. Có mặt ở Việt Nam vào năm 2014, trải qua gần 10 năm có mặt trên thị trường, nếu nói Grab là số 2 thì chả có ai dám nhận là số 1. Từ một ứng dụng đặt xe đơn thuần, dần dà Grab bắt đầu len lỏi vào mọi ngóc ngách và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Vậy điều gì đã khiến cho Grab lại thành công tới vậy ở Việt Nam? Lý do đầu tiên chắc chắn là tính đa dạng. Bạn muốn đặt một chuyến xe đến sân bay cho bạn và gia đình? Bạn muốn đồ ăn tận tay trong những ngày nắng nóng? Đừng lo, vì tất cả những vấn đề ấy có thể được giải quyết bằng một ứng dụng, Grab. Cứ lên Grab là auto cái gì cũng có. Với Grab, chỉ cần kết nối với Internet, người dùng gần như nắm cả thế giới trong túi quần. Thêm vào đó, ứng dụng còn rất biết cách chiều lòng người tiêu dùng. Grab thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, phù hợp với túi tiền của mọi tầng lớp như là giảm giá cước này, miễn phí vận chuyển, tích lũy đổi điểm thưởng, vân vân và mây mây. Nói chung, miễn là bạn có nhu cầu, Grab sẽ mang đến cho bạn một cái giá hợp lý nhất. Bên cạnh đó, Grab còn tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu con dân. Giờ đây chỉ cần một chiếc xe chính chủ, một cái điện thoại, bật app lên và chơi nổ quốc, bất kỳ ai cũng có thể kiếm được vài trăm cho đến vài triệu mỗi ngày, từ chạy xe ôm, lái taxi cho đến làm shipper. Cuối cùng, yếu tố chính để Grab có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay phải kể đến offer mua lại toàn bộ hoạt động kinh doanh từ chính đối thủ Uber tại Đông Nam Á vào năm 2018. Cụ thể hơn thì ý tưởng này xuất phát từ việc chủ tịch của SoftBank là Son Masayoshi, một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Grab, lại đồng thời chính là cổ đông của Uber, nhận thấy rằng cuộc chiến đốt tiền giữa Grab và Uber tại thị trường Đông Nam Á đang khiến cho tiền của ông không cánh mà bay. Do đó, để bảo toàn nguồn vốn cho cả hai bên, ông Masayoshi đã đưa ra một giao kèo. Grab sẽ tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của Uber tại Đông Nam Á và tích hợp các dịch vụ này vào ứng dụng của mình. Đổi lại, Uber sẽ nhận được 27,5% cổ phần trong Grab. Thương vụ này không chỉ mở ra một chương mới cho Grab, mà còn đánh dấu sự ra đời của một siêu ứng dụng thúc đẩy sự phát triển của cả Đông Nam Á. Về phần giá trị, ngày 2 tháng 12 năm 2021, cổ phiếu của Grab, mã là Grab, chính thức được lên sàn Nasdaq ở Mỹ với giá khởi điểm là 11,5 đô một cổ. Tưởng chừng việc IPO công ty sẽ giúp cho Tân Bình Diều thu về được một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Nhưng không, ông đã lầm. Ngay khi mở cửa, giá cổ phiếu của công ty đã lập tức bốc hơi 21% vào cuối ngày giao dịch. Thậm chí, chỉ sau 5 tháng IPO, giá trị của Grab đã bay màu hơn 70%, từ 40 tỷ xuống còn 13 tỷ đô, thấp hơn cả số tiền huy động được từ các vòng gọi vốn. Dưới áp lực từ việc giá cổ phiếu tụt như tụt quần, Grab vấp phải hàng loạt biến cố. Nào là phải cắn răng sa thải hơn 1.000 nhân viên để duy trì hoạt động của công ty, đóng cửa một số dịch vụ ở một vài nước, hay đỉnh điểm là tháng 5 năm 2023, một trong hai nhà đồng sáng lập, bà Tân Huệ Lĩnh chính thức đưa ra thông báo rút lui khỏi vị trí giám đốc vận hành của Grab. Sự kiện này đã ngay lập tức khiến cho cộng đồng mạng được một phen dậy sóng. Để sửa chữa nước đi sai lầm này, trong động thái mới nhất của mình, Tân Bình Diều thông báo rằng sắp tới đây Grab sẽ tái cấu trúc tập đoàn nhằm cải thiện lợi nhuận, dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm sau. Đó có thể là bổ nhiệm một ban lãnh đạo mới, hoặc có thể là cắt giảm một vài mảng kinh doanh không cần thiết để tập trung vào những dịch vụ chủ lực, vân vân và mây mây. Nói chung là còn quá sớm để chúng ta có thể nói trước được gì, cùng chờ xem sắp tới sẽ có những điều bất ngờ gì từ cuộc chiến này nhé. Và đó là câu chuyện của Grab. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu video này mang tới cho bạn những kiến thức thú vị và giá trị, hãy like và subscribe để bọn mình có động lực làm tiếp nhé. Bye bye.